Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Cận cảnh quay bắt mật ong ạ. Đây bắt mật ong nha, chú em sẽ quay cảnh ảnh bắt nhá. Mật ong mật đã em đã bỏ vào thùng đây cả con tướng rồi ạ. Xin mời quý anh chị cùng xem và ủng hộ kênh của Tony Tiến nha. Đây còn cảnh em sẽ đưa vào quý anh chị vào hẳn trong thùng đây. Đây những cái giọ này là đang để con ong tướng trong này. Các bạn nhá. Ông Tân. Đấy sắt đấy. Thôi để bơm sắt ra nó không công cái ghế đó nữa. Để cho yên ổn đó, nó vào đấy còn một số quân nữa. Hả? Còn một số quân nữa. Làm về không? Có một đợt bữa trước gần nghỉ lắm. À thế à, thế định hết quân rồi. Sợ đi làm về thì cũng kịp đấy nha. Nó ra rồi. Đây là quang cảnh bắt mật ong các bạn này. Ong mật nhá. Toàn bộ đây thì em bỏ tướng vào trong đây rồi. Còn mật thì tí em sẽ review một cái vắt mật nhá. Nhìn nó trong nó nhìn rõ đấy anh Trường ạ. Do mặt trời đi nắng quá nhá. Mình quay lên video này nhìn nó rõ. Đây quang cảnh em sẽ bỏ vào trong đây các bạn. Những cái hai cầu nhá, hai cầu bỏ bánh này bánh tự nhiên các bạn nhá, bánh của nó tự đẻ ra đây mà em buộc vào nhá. Em gài vào con bỏ ong cứ. Đây là bọn em sẽ thuần hóa nó đi về mình nuôi nhá. Tức là dạng này là dạng tự nhiên mà. Đang bắt cảnh ở đống rác, em đang nói đống rác là đống ván ép đấy ạ. Chân ngay để đấy là toàn bộ ống ván ép đấy các bạn nhé. Đó, ong ở đó em đã bới từ đầu đấy. Cái video này em sẽ quay được video tiếp theo ạ. Đó, đang để một chỗ cầu đang để ngoài các bạn thấy chưa? Mật ong đang để chỗ trắng trắng em đang để ngoài em đang quay đấy. Còn đây thì anh đang chỉnh lại con chúa nhé. Đây, anh đang chỉnh con chúa đó các bạn này. Con chúa đang để trong á. Review cho quý anh chị xem này. Cảnh luôn nhá. Ngồi thoải mái cũng như là một việc anh làm nhưng em chỉ để sát thôi. Rồi em sẽ quay hướng này thì cái mũ của anh sợ hướng nên em quay hướng này. Mấy cái hương nó để đâu rồi? Nó sợ cháy. Em cầm hai cái rồi còn mấy cái đốt. Sao không gắn vào sáp được à? Anh chưa? Không bỏ sáp được, để còn muỗng chúa không? Còn muỗng chúa em thử xem nó. À còn mấy con nữa, còn gà. Đây hai con, một con to, một con nhỏ các bạn nhé. Con to là chúa nhé. Con to là con chúa đó. Hai con, một con to là con chúa chứ. Con to bao giờ nó to hơn cái đít nó đen hơn các bạn nhé. Con chúa. Còn ong thợ bao giờ nó nhỏ. Con tướng nó gần gấp rưỡi các bạn nhé. Đó, cái sắt đây là để đang để con tướng này, sắt đây để rốt tướng để yên để khỏi bay đi để giữ cho ổn định quân bọn em sẽ bỏ ra các bạn nhé. Máy Trường đây cũng được mà không zoom được, đáng nó zoom được tốt, máy của em này zoom nó hết pin, chế độ zoom nó hết pin là đỡ khó. Đây là toàn cảnh video em quay đấy ạ. Hôm nay em sẽ quay được tầm 6-7 cái video ong bắt ong mật các bạn nhé. Tí nữa vào em sẽ quay một cái vắt mật ạ. Tân cầm chậu ra luôn này. Cầm để luôn hay sao? Đưa vô nó, bình nó đưa vô nó. Đi vô trong thì làm gì phải vô không? Vô trong thùng rồi đó. Vô thùng thì thôi. Không còn mấy đâu, còn mấy con non thôi chứ không? Có mấy con non. Con non thôi. Hai con nữa thì bới thử. Để đâu. Này, còn số quân đang nằm. Thuộc ăn đâu nữa chưa thì tôi ăn nữa bác. Trước buổi trưa có mua mà ăn nữa. Là chưa nắng này nữa. Bể vô trong được cái hàng. Thì bỏ đây. Tôi vài bạn đưa cái chân ra nữa đó. Mình đưa chân. Đi bóp đi. Nắm được, bỏ vào cũng được nữa thì bác cứ bỏ vào. Nên bỏ cầu ngăn cầu hai bên để cho ong nó ra vào các bạn nhé. Có đưa bốt đã đậy nắp rồi này các bạn. Con cảnh đi vào các bạn nhé. Các bước đổ cốt đi. Rồi thành quả đã xong các bạn nhé. Mật ở đấy rồi bác cầm mật đi, em cầm chân chưa? Anh Trường ôm cái thùng đó. Rồi em cầm cái đấy chưa? Được rồi để em cầm chưa? Không sợ. Để em cầm. Cái này để đây à? Thì vớt đó cũng được. Cầm bộ bỏ đi. Trong có chưa?
Trong có không? Em cầm cho. Đi đi, trong có không? Rồi em cầm được. Em gấp vào em cầm được. Đây còn cảnh anh em thắng lợi đi vào các bạn nhá. Anh em đi vào trong nhà đây, em sẽ đi vào trong nhà tiếp tục review quang cảnh bắt ong tự nhiên ở ngoài đi vào. Nên rất mong quý anh chị ủng hộ nhá. Cảnh nông dân dân dã của miền Trung các bạn ơi. Thắng lợi đã về được khoảng tầm chai mật một số một ổ ong. Ổ ong này đi mua ngoài thị trường khoảng tầm 1,2 triệu các bạn nhá. Đó, nhìn quý anh chị đã thấy thì đang đi vào trong nhà đây. Em sẽ review cho quý anh chị tận cảnh luôn, vào trong luôn ạ. Thắng lợi ba anh em đi bắt trong vòng 1 tiếng. Thì nó ở dưới đây, dưới đất thì êm thôi các bạn nhé. Nó ở trên mới khó chứ ở dưới đất thì bới, chỉ khó bới rác ra chút là được. Để đó, cần để chân vào đây không? Hả? Có chân chưa? Đây chân đây, chân đây, chân đây. Để bỏ chân luôn, nỡ vào bỏ chân luôn. Đây chân đây, anh chưa? Này. Đó, quang cảnh bọn em đã để chuẩn bị để ổ ong ở đây. Ông nên bằng bằng bưng người để đây như các bạn nhé. Đang chêm lại cái chân này, chỗ chân cho ổn định. Xong là chút nữa vào em sẽ review cho quý anh chị bắt mặt nhé. Chút là quay hay là bắt luôn anh chưa? Ra một quay được. Không có cầu nữa mà quay không? Lấy tay bắt. Đấy, cận cảnh bắt mặt cho quý anh chị xem ạ. Rồi, anh đã để tạm lên được rồi này. Để cho ong nó ổn định các bạn nhé. Nó định hướng nữa các bạn ạ. Cửa trong à? Cửa. Em sẽ vào đây xem nào. Đây là cửa đây, đang ổn định. Cửa đâu? À, cửa bên kia. Cửa ngoài. Đây, em đã vào đây mát một chút thì quý anh chị đã xem này. Hơi rung thì quý anh chị thông cảm nhé. Quay ong thì không thể là quay như cái máy khác rồi đó. Để chút nữa, tí nữa. Để nhìn nhé, cho ngắm nghía cái nhé. Đó, cận cảnh đây các bạn nhé, ong quần đã ổn định. Nhưng quý anh chị đây hai bánh đây, hai cầu là hai bánh nhé, bánh hơi nhỏ thôi, không phải như là cầu chúng ta làm ấy đâu. Cái này tự nhiên ạ, những con trắng đây, con non trắng này chuẩn bị nở đấy, đây mình để yên để sản xuất cho con nó phát triển cái đàn nó mạnh các bạn nhé. Còn chúa đang để đấy thì chiều tối anh mới bỏ chúa ra thì cho ong nó ổn định cố định như các bạn nhé. Rồi anh đẩy đi, được đó, anh đẩy thì đẩy đi. Rồi anh đẩy ổ ong rồi thì em sẽ đi quay vùng quanh cái cảnh ổ ong này. Mình đi vào trong. Đây là ong nó đi cửa ra vào đây, mình đã đậy nắp trên nắp đây nó không thể đi vào được các bạn nhé. Bốn hướng này em thay bốn hướng này. Đây, cái ong nó đi vào đây thì nằm hơi nhỏ này. Hả? Nằm ngang rộng như kiểu ong nó nhỏ phải bò xuống. Đây cái ổ ong bị tách hai hai đan, bị hai mủ chúa. Hai mủ chúa à? Bị tách hai đan bao nhiêu? Nó ít quân. Nếu bắt trước là ngon rồi. Bắt trước khoảng tuần hay mấy ngày là ngon rồi. Có thể mật thì mình không nói đến mật, nhưng chủ yếu đến quân các bạn ạ. Cái mật một phần đấy nhá. Cái ổ này là thường thường giờ là bán khoảng tầm 1 triệu đến 1,2 triệu các bạn nhé. Quân ít này khoảng tầm cho 1,2 triệu các bạn nhé, chứ không phải là đơn giản đâu ạ. Giá trị đủ cả đồng tiền đấy, nên cái ổ ong rất quan trọng các bạn ạ. Đó, như đã thấy thì đã yên ổn rồi, em sẽ đi vào trong đây để vào xem vắt mật các bạn nhé. Chút ở trong là quang cảnh vắt, em sẽ vắt bằng tay mật tự nhiên các bạn nhé. Rồi cuối video em Tơ Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Xin quý anh chị hãy tặng Tony Tiến một like ạ. Vì quay vừa mặt ong vất vả, vừa nắng vừa bị sọ bị chích nhé, bị đốt là chuyện bình thường nhé. Và anh chị hãy tặng một like và tặng cho em và bấm vào nút chuông đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được video nhé. Vì quay vất vả quá thì tặng hãy bấm vào nút đăng ký kênh theo dõi kênh của Tony Tiến nhé. Em Tony Tiến sẽ phục vụ quý anh chị video đều mỗi ngày nhé. Rồi cuối video em xin dừng ở đây ạ. Em xin chào nhé. Đây là quang cảnh em đang ở dưới ổ ong bắt về, thu nhập về đây. Anh em đi cũng vất vả, phải khắc phục các bạn nhé. Đây quang cảnh đang để ổn định đây. Ong nó chưa ra tí, nó ra đường đây nè. Cái đường này đi ra vào của ong ấy nhé.
quý anh chị xem và ủng hộ em nhé. Rồi em xin tạm dừng.